bởi vì không thể lệ thuộc vào một mình anh Nga được. Mà như vậy về mặt quốc phòng nó không ổn. Anh thấy tại sao ngoại giao, kinh tế, tất cả thứ khác Việt Nam đa dạng hóa được, mà tại sao không đa dạng hóa vũ khí? Khi mua cái ghế massage của Loraco thì tôi đã tìm hiểu rất là nhiều cái thương hiệu khác, biết rằng là cái loại ghế này của Loraco đã được là sản xuất để phục vụ cho quân đội Mỹ phục hồi sức khỏe. Tôi bị khớp rất nặng cho nên là bác sĩ không cho đi bộ, không cho đạp xe đạp, và tôi đã chọn cái ghế massage của Loraco và tôi thấy rằng kết quả rất là tốt, rất là hài lòng. Tôi thấy rằng tôi ngủ rất ngon. Ghế massage giống như là người thật massage cho mình vậy. Xoay quanh cái sự kiện đó là triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam vừa được diễn ra vài ngày, và có rất nhiều điều để nói xoay quanh cái sự kiện này. Đầu tiên anh muốn nói gì? Xin mời anh. Thưa anh thì cái triển lãm quốc phòng của Việt Nam đây lần đầu tiên tổ chức tại sân bay Gia Lâm, kéo dài trong 3 ngày 8, 9, 10 tháng 12. Người nhấn nút khai mạc là Thủ tướng Phạm Minh Chính, và có cả Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng ở đó, và nhiều giới chức quân sự Việt Nam. Có 30 nước tham gia, trong nhiều cửa hàng, trong nhiều cái gian hàng. Thì có đủ các loại vũ khí ấy, ở trên thế giới, và vũ khí của Việt Nam nữa. Thì người ta chú ý ở đây đó là có vũ khí của Mỹ. Trong đó là thế lần đầu tiên Mỹ trưng bày cái loại F-16. F-16 là một loại máy bay đa năng, phản lực cơ đa năng, mà lâu nay Mỹ vẫn bán cho Đài Loan, Singapore, Nam Hàn và Nhật. Sau này đó thì Mỹ bán cái F-35 tối tân hơn, bán cho Nhật, Nam Hàn và Singapore, là ba cái nước vừa là đồng minh vừa là đối tác tin tưởng. Còn Đài Loan thì chưa được, Philippines thì chưa được. Đó. Thì người ta nhắm đến cái F-16 là có thể là cái triển vọng trong tương lai của Việt Nam. Nhưng mà chuyện đó chúng ta sẽ chờ xem như thế nào. Nhưng mà tại cái hội nghị này, tại cái triển lãm này, người ta để ý một số chuyện như sau. Là cái thế mà tiến thoái lưỡng nan của Việt Nam trong cái chuyện mà coi như giảm bớt cái sự phụ thuộc vào vũ khí của Nga. Kỳ này Việt Nam triển lãm nhiều loại vũ khí mà Việt Nam tự chế, nhưng mà cái đó cũng chỉ trình bày mà thôi, chứ còn thực sự ra các nước thì họ không có mua của Việt Nam, tại Việt Nam thực ra là kỹ thuật cũng còn kém lắm, họ làm theo những cái mô hình của Trung Quốc hoặc là của Nga thôi, chứ còn thực sự ra về cái những loại vũ khí tối tân thì Việt Nam chưa có đạt được. Những loại vũ khí mà như súng, những loại vũ khí thô sơ thì Việt Nam có thể đạt được, mà tôi không biết là mua bán như nào. Nhưng mà người ta để ý thấy như thế này nè, đây có thể nói là một lần đầu tiên Việt Nam tổ chức hội chợ vũ khí, không phải là trình làng cho thế giới, mà là nhìn xem thế giới có những loại vũ khí gì để Việt Nam có thể tính toán cái chuyện mua trong tương lai để giảm bớt cái sự lệ thuộc của Nga. Đó. Bởi vì lâu nay trong cái chuyện mà Nga xâm lăng Ukraine, nó đẩy Việt Nam vào cái thế rất là khó. Ở Việt Nam đương nhiên sẽ về mặt ngoại giao họ sẽ không nó chịu áp lực của nước nào cả. Nhưng mà rõ ràng trong chốn riêng tư thì họ có bị áp lực của một số nước, chẳng hạn như Mỹ, họ cũng không hài lòng khi Việt Nam bỏ một số lá phiếu mà có lợi cho Nga. Thì dần dần Việt Nam đó lại là một nước nói là muốn hội nhập chơi tất cả mọi người, không muốn gây hiềm khích với ai cả, và đa phương hóa vấn đề ngoại giao, vấn đề thương mại, thì bây giờ phải đa phương hóa vấn đề vũ khí đó. Thì muốn làm cái điều đó Việt Nam phải làm từ từ, đầu tiên làm qua cái gọi là hội chợ quốc phòng này đã, rồi từ từ tính sau, có thể năm tới Việt Nam sẽ làm nữa. Đó là hình thức mà Việt Nam nghĩa là từ từ. Thì người ta thấy đó là trong thời gian qua Việt Nam mua của Nga gọi là tổng cộng là hơn 9 tỷ đô la vũ khí, mua của nước ngoài xin lỗi, tổng cộng hơn 9 tỷ, thì trong đó đó của Nga là khoảng 7.4 tỷ, tương đương khoảng 81%, 81%, 19% còn lại là mua của các nước khác thôi. Đó là cái điều mà tôi thấy rõ. Rồi gần đây đó thì bắt đầu Việt Nam có giảm, ví dụ năm 2014 là mua tổng cộng là 1 tỷ của Nga, đến 2020 còn có 9 triệu, thấy không? Bởi vì nó bị cái vấn đề từ Covid ảnh hưởng, thành ra mua không nhiều. 2021 thì Covid đỡ đi xíu thì Việt Nam mua là 72 triệu, anh thấy không? Từ 1 tỷ mà xuống còn có 72 triệu, xuống còn có 9 triệu. Thì đó Việt Nam là vì cái vấn đề Covid. Bởi vì nếu mà anh đánh giá con số này, anh bảo Việt Nam lại giảm, thì nó không có đúng.
Cái lý do Việt Nam giảm vì Covid-19 thôi. Và các chuyên gia khác người ta đánh giá đó, Việt Nam nếu muốn giảm cái sự mà lệ thuộc vào Trung Quốc thì cũng phải mất vài chục năm nữa. Bởi vì anh biết là vũ khí khi anh mua đó là nó có vấn đề gọi là bảo trì, không? Vấn đề sửa chữa, vấn đề cung cấp đạn dược, tất cả nó đi một bộ với nhau hết. Anh không thể một sớm một chiều anh thay đổi được. Nhất là Việt Nam đã sử dụng vũ khí của Nga trong nhiều chục năm. Đó, anh thấy không? Thành ra cái đó nó không phải là dễ. Việt Nam đang muốn rút ra nhưng phải rút từ từ. Thì giờ rút ra đó thì Việt Nam sẽ mua của ai? Việt Nam nhắm đến hai cái anh là Israel và Ấn Độ. Israel và Ấn Độ đó, thì hai cái anh này đó anh có hợp tác làm vũ khí với Nga. Thành ra mua của hai anh này đó thì có thể thay thế được cái bộ phận của Nga. Tôi nói ví dụ ha, mua cái súng của Nga, bây giờ không mua đạn của Nga nữa, mua đạn của Ấn Độ hay đạn của Israel, thì cái đạn đó đó vẫn gắn với cái súng của Nga được. Mình cho cái ví dụ để dễ hiểu. Còn mua đồ của Mỹ hay mua đồ của Nhật, của Nam Hàn các thứ thì hệ nó hơi khác. Thế nhưng mà ngược lại thì mua của Nga nó có những cái lợi thế khác. Ví dụ cái giá chiết khấu của Nga vẫn bán rẻ cho Việt Nam hơn là bán các nước khác. Ví dụ Việt Nam mua của Mỹ cái giá đắt lắm, đắt ghê lắm, thấy không? Là trong khi đó của Nga mua rẻ. Cái thứ hai đó, ông Nga đó, ông sẵn sàng vừa lấy tiền vừa lấy hàng hóa, ông đổi. Ví dụ thương vụ đó là 1 tỷ đô la, tôi lấy 500 triệu tiền mặt, 500 triệu hàng hóa. Đó cũng là cái lợi thế khi mà mua của Nga. Và cái lợi thế thứ ba là khi mà mua của Nga đó, thì Nga không đòi hỏi vấn đề nhân quyền. À, ông Mỹ với ông châu Âu đã có chuyện đó. Anh thấy ông Mỹ ví dụ Bộ Ngoại giao mà duyệt bán ví dụ vũ khí cho Việt Nam hay cho Lào, Trung Quốc hay gì, Saudi Arabia, thì đưa ra ông Quốc hội trước khi duyệt, ông lại đòi hỏi vấn đề nhân quyền. Nhưng nó rắc rối, lôi thôi lắm. À, ông Nga thì không cần nhân quyền. Thành ra mua của Nga cũng có cái lợi thế đó. Nhưng mà ngược lại thì bây giờ lệ thuộc của Nga nhiều quá thì cũng không nên. Đó, mà chính vì lệ thuộc đó mà Việt Nam phải bỏ những lá phiếu mà có thể về mặt ngoại giao và uy tín Việt Nam bị mất với các quốc gia khác trên thế giới. Khi Việt Nam nói là tôi muốn hội nhập, tôi muốn chơi một cái gọi là trò chơi sang cả, nhưng mà hành động của tôi với Nga là rõ ràng không sang cả. Thì bây giờ Việt Nam phải đang tính con đường đó. Đó, thì anh nhìn thấy cái bức tranh nên thấy là rõ ràng qua cái hội chợ cái quốc phòng này, Việt Nam đang tìm cách gọi là đa phương hóa cái nguồn vũ khí của mình. Nhưng mà trong bao lâu mới đa phương hóa được thì tôi vừa trình bày với anh. Nhiều người bảo là chắc phải vài chục năm nữa, nhưng mà rõ ràng Việt Nam đang có cái hướng đi như vậy ra, bởi vì không thể lệ thuộc vào một mình anh Nga được. Mà như vậy về mặt quốc phòng nó không ổn. Anh thấy tại sao ngoại giao, kinh tế, tất cả thứ khác Việt Nam đa dạng hóa được, mà tại sao không đa dạng hóa vũ khí? Anh thấy không? Như vừa rồi anh thấy đó, sau cái chuyến đi của Nguyễn Phú Trọng qua bên Trung Quốc, người ta nghĩ rằng là ô chắc là ở Việt Nam coi như là phục tùng Trung Quốc. Nhưng mà sau đó anh thấy không, chuyến đi của ba ông Phạm Minh Chính đi sang bên Cambodia dự hội nghị thượng đỉnh Đông Á, mà đi trước là thăm chính thức Cambodia, anh thấy không, sau đó mới dự hội nghị. Rồi sau đến ông Phúc đi Thái Lan cũng thăm chính thức Thái Lan, rồi mới dự hội nghị APEC. Rồi đến ông Vương Đình Huệ đi hai cái nước Úc và Tân Tây Lan, New Zealand, là hai cái nước đồng minh của Mỹ ở tại Đại Tây Dương đó. Mà đây là hai cái nước cũng là đầu tư trợ giúp Việt Nam rất nhiều trong vấn đề giáo dục và kỹ thuật đó. Thì anh thấy đó, tại sao những vấn đề khác Việt Nam đều đồng bộ đa phương hóa, đa dạng hóa, nhưng vấn đề vũ khí là chưa được, bởi vì nó còn những cái mắc mú thời gian, vấn đề phụ tùng, vấn đề thay thế như tôi trình bày, thành ra mất một thời gian khá lâu thưa anh ạ. Đó là trình bày như vậy. Vâng, cũng trong những ngày diễn ra cái sự kiện này đó thì có liên quan đến vấn đề quốc phòng, nhưng ở đây yếu tố từ nước Mỹ. Chuyện này như thế nào? Xin mời anh. Vâng, thì đó, khi mà Việt Nam tìm cách đa phương hóa cái nguồn vũ khí của mình thì Việt Nam phải nhìn đến các nước khác. Như tôi nói này, những cái loại vũ khí thông thường như hỏa tiễn, phòng thủ, hoặc những loại drone, những loại tàu biển, thì họ nhắm đến những cái nước chẳng hạn như Nam Hàn, Nhật, Israel, Ấn Độ. Còn những loại tối tân hơn thì họ nhắm tới Mỹ. Thì mua vũ khí của Mỹ đó thì nó có cái trở ngại, là thứ nhất nó đắt,
Thứ hai là ông Mỹ hay đòi hỏi nhân quyền như tôi nói này. Nhưng mà năm 2016, Tổng thống Barack Obama khi đến Hà Nội đã tuyên bố hủy bỏ lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam. Thì cho đến nay Việt Nam đạt được cái thành tích ngoại giao đó, nhưng mà họ mới mua có 6 cái máy bay không người lái của hãng Boeing để cho cảnh sát biển tuần tra thôi. Chưa có cái gì cụ thể. Nhưng mà kỳ này, nhân dịp qua dự cái gọi là hội chợ quốc phòng, thì một người đại diện ở bên quân đội Mỹ, đó là bà Thiếu tướng Susan Rush, trong cuộc họp báo cho biết là từ năm 2004 đến 2007, Mỹ sẽ giao cho Việt Nam 12 chiếc máy bay T-6. Họ chưa nói rõ là đây là viện trợ hay là bán rẻ hay như thế nào, không thấy nói rõ. Nhưng mà máy bay T-6 là loại máy bay huấn luyện, huấn luyện, sẽ giao cho Việt Nam hoặc bán cho Việt Nam 3 đợt tất cả để cho Việt Nam bay huấn luyện. Thì cái loại này nó có thể mang cả bom luôn trong lúc huấn luyện. Thì Việt Nam đã có người, một thượng úy đã qua bên Mỹ học cái loại này rồi. Bây giờ cái loại này sẽ giao 12 chiếc để cho Việt Nam huấn luyện. Nó không phải về chiến đấu, chỉ là bay huấn luyện thôi. Nhưng mà đây là chúng ta thấy lại một lần nữa, Việt Nam từ từ, đi từ từ, thay vì đùng một cái mua bay của Mỹ liền, thì nó có thể là Trung Quốc khó chịu hoặc các quốc gia khác thấy là Việt Nam, anh bảo rằng anh chỉ bảo vệ đất nước, anh chủ trương hòa bình, anh không đánh nhau, thì anh mua các loại máy bay chiến đấu để làm gì? Thực ra Việt Nam mua cũng được để bảo vệ bầu trời chúng tôi thì cũng đâu có sao, thấy không? Nhưng mà nó có cái yếu tố tế nhị là nó mua máy bay của Nga thì không sao, mua máy bay của Mỹ là nó có chuyện. Và như tôi nói với anh, cái chuyện, cái sự kiện mà F-16 để ở sân bay Gia Lâm trong triển lãm 3 ngày qua, nó cũng làm cái cho thấy là sẽ có cái hướng mới, và có thể là trong tương lai Việt Nam mua loại đó, nhưng mà chúng ta chưa biết bao lâu. Nhưng bây giờ trước mắt là Việt Nam có loại T-6 để huấn luyện mà. Thì chúng ta biết ngay huấn luyện để làm gì, huấn luyện để rồi tương lai sẽ bay máy bay của Mỹ. Nhưng Việt Nam chọn con đường đi chậm, từ từ, chứ không vội vã. Bởi nếu mà đi vội vã thì có khi nó hỏng những chuyện khác. Đó là cái nhận định của tôi. Tôi thấy là từ từ nhá, cho phi công sang huấn luyện ở bên đó. Một người huấn luyện xong đã, bắt đầu mua máy bay huấn luyện. Mua máy bay huấn luyện xong, về huấn luyện rồi mới tính cái chuyện mua tiếp máy bay. Thành ra huấn luyện không có nghĩa là chúng tôi sẽ mua. Huấn luyện là chúng tôi có ý định mua, có đúng không? Có thể là Việt Nam lý giải như thế. Và có thể các nước khác, ví dụ Trung Quốc hay là những nước khác mà khó chịu, người ta bảo ô tại sao anh mua loại máy bay này, thì chúng tôi chỉ huấn luyện thôi. Ồ, anh huấn luyện mà anh định mua máy bay Mỹ vào, cũng chưa chắc. Chúng tôi huấn luyện thôi, còn chuyện mua không nó còn tùy theo. Thì đó, Việt Nam họ khôn ngoan cho đó. Họ đi từ từ để thăm dò tình hình xem như nào. Nhưng mà rõ ràng qua cái triển lãm vũ khí ở tại Hà Nội trong 3 ngày 8 đến 10 tháng 12, rõ ràng Việt Nam là có cái hướng đi mà như tôi nói, bắt đầu đa dạng hóa cái nguồn vũ khí của mình. Mà đa dạng trong bao lâu, tốc độ như thế nào, thì tôi nghĩ Việt Nam sẽ phải tính toán chuyện đó và họ quyết định cái chuyện đó. Tức Việt Nam đã có hướng đi rồi, mà đi nhanh hay đi chậm là tùy Việt Nam thôi anh. Vâng, trước khi đến với chủ đề cuối cùng, chủ đề chính ngày hôm nay, xin quý vị giữ màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Chương trình này được truyền tải đến quý vị bằng dịch vụ Internet tại nhà của T-Mobile. Pringles giòn tan đến tận miếng cuối cùng với nhiều hương vị và kích cỡ khác nhau. Pringles hiện đang có bán tại các chợ và siêu thị trên khắp cả nước.